Xin kính chào các quý vị khán giả. Chào mừng các quý vị đã đến với kênh Đá Phong Thủy. Trong nội dung video ngày hôm nay, kênh Đá Phong Thủy xin được giới thiệu đến với quý vị một cái mẫu mặt dây được làm từ thạch anh tóc vàng, đá chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Ở giữa này nó có một cái tạp chất đen đen này, kiểu như là quặng sắt nó ở đây. Và cái độ điểm này nó hơi bị khuyết một chút quý vị nhé, tức là trong cái điểm khi mài đến cái quặng này nó hơi bị khuyết ở quặng này một chút, nó bị vỡ nhẹ ra. Và đây nó có một cái lỗ này, đây một cái lỗ nhẹ ở đây trên viên đá này. Tuy nhiên là cái này nếu lên mặt dây thì nhìn thì ok, không vấn đề gì cả. Nó có những lỗi, đây cũng một cái lỗ nhỏ ở đằng sau này, nó có những cái lỗi của viên đá. Mặt này có chiều cao của đá là 1,8 cm, bề ngang này là 1,5 cm và có độ dày là 0,5 cm, được làm từ đá thạch anh tóc vàng chuẩn hàng thiên nhiên tự nhiên. Và hiện cái mặt dây thạch anh tóc vàng này tôi đang giao lưu cùng với quý vị khán giả với giá là 130.000 đồng. Nếu quý vị nào có nhu cầu sở hữu hãy liên hệ trực tiếp với tôi thông qua số điện thoại 0354 099 099. Quý vị chỉ việc để lại thông tin địa chỉ nhận hàng, tôi sẽ gửi hàng đến tận nhà cho quý vị. Nếu khách hàng chuyển khoản trước sẽ ưu tiên bao ship trong phạm vi toàn quốc. Còn nếu quý vị không có điều kiện chuyển khoản thì tôi sẽ nhờ bên giao hàng thu hộ. Tuy nhiên thì khi đó quý vị chịu giúp cho tôi cái phí ship. Ai có nhu cầu mua hàng hãy liên hệ trực tiếp với tôi theo số 0354 099 099. Cam kết là hàng thạch anh tóc vàng chuẩn thiên nhiên tự nhiên. Nếu mà sai xin đền lại gấp 10 lần giá trị đơn hàng, cũng như là toàn bộ các cái chi phí mà khách hàng phải bỏ ra để kiểm định, giám định cho sản phẩm. Quý vị nào còn chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký để thường xuyên theo dõi được các cái video mới nhất mà hàng ngày kênh Đá Phong Thủy sẽ gửi đến cho các quý vị. Các cái sản phẩm về đá đẹp tự nhiên, đá phong thủy. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin kính chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.